thành trên địa bàn tỉnh, đảm bảo cơ sở vật chất sẵn sàng cho năm học mới. Hậu Giang chuẩn bị lễ khai giảng theo hướng tinh gọn, đơn giản, tất cả vì học sinh thân yêu. Chương trình thời sự hôm nay sẽ mang đến cho quý vị và các bạn không khí chào đón năm học mới ở những nơi rất đặc biệt trên địa bàn tỉnh. Kính chào quý vị và các bạn đang xem chương trình thời sự tối của Đài Truyền hình Hậu Giang. Hôm nay thứ Sáu, ngày 4 tháng 9 năm 2015. Thưa quý vị, lúc sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm đến sự nghiệp trong người. Bởi Bác quan niệm, một dân tộc dốt là một dân tộc yếu. 70 năm qua, nền giáo dục Việt Nam đã có nhiều bước tiến đáng kể, góp phần vào sự nghiệp phát triển chung của đất nước. Ngày mai, 5 tháng 9, tất cả các trường học trên cả nước sẽ đồng loạt khai giảng năm học mới với những đổi mới trong cách tổ chức theo hướng tinh gọn, đúng như tinh thần chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, tất cả vì học sinh thân yêu. Chương trình thời sự tối nay, chúng tôi sẽ tập trung phản ánh các hoạt động ở các địa phương chuẩn bị cho năm học mới. Nhưng trước khi đến với nội dung này, mời quý vị và các bạn đến với những tin tức vừa diễn ra. Thưa quý vị, vào sáng nay thì ông Trần Công Chánh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang vừa chủ trì cuộc họp về điều chỉnh bổ sung quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội huyện Châu Thành đến năm 2020. Theo đó, định hướng phát triển tổng thể huyện Châu Thành lấy công nghiệp làm chủ đạo, dịch vụ là nền tảng, nông nghiệp phát triển theo hướng chiều sâu, nông thôn hiện đại theo các tiêu chí nông thôn mới và phấn đấu đến năm 2020, thị trấn Ngã Sáu đạt đô thị loại 4. Với 20 mục tiêu chiến lược mang tính đột phá. Bên cạnh đó, kinh tế huyện được phân thành 3 tiểu vùng. Cụ thể, tiểu vùng 1 gồm thị trấn Mái Dầm và một phần diện tích xã Đông Phú, phát triển công nghiệp thân thiện với môi trường là chủ yếu. Tiểu vùng 2 gồm thị trấn Ngã Sáu và các khu vực lân cận, phát triển thương mại dịch vụ. Tiểu vùng 3 các xã còn lại phát triển nông nghiệp sạch, chất lượng cao, hướng tới tiêu chuẩn GAP và Việt GAP, chủ yếu là đối với cây ăn trái. Phát biểu tại cuộc họp, ông Trần Công Chánh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng tình với định hướng phát triển tổng thể của huyện Châu Thành. Song song đó, nên phân dụng tính toán trong công tác quy hoạch để đầu tư đạt hiệu quả, đầu tư kinh tế hạ tầng xã hội gắn với các vấn đề xã hội quốc phòng an ninh, quy hoạch dân cư tại các vùng thường xuyên bị sạt lở, những điểm có nguy cơ sạt lở cao và kiên quyết di dân. Thưa quý vị và các bạn, nhân dịp khai giảng năm học mới, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã gửi thư chúc mừng ngành giáo dục với những lời chúc tốt đẹp. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu toàn văn thư của Chủ tịch nước. Các thầy giáo, cô giáo, cán bộ, công chức viên chức ngành giáo dục, các bậc phụ huynh và các em học sinh sinh viên thân mến. Nhân dịp khai giảng năm học mới 2015-2016, tôi thân ái gửi tới các thế hệ nhà giáo, cán bộ, công chức viên chức ngành giáo dục và các em học sinh sinh viên trong cả nước lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Năm học 2014-2015 được sự ủng hộ, giúp đỡ của các cấp, các ngành và toàn xã hội, ngành giáo dục đã tích cực tìm tòi, triển khai thực hiện nhiều giải pháp để đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo từ mầm non đến đại học. Với sự nỗ lực phấn đấu, làm việc tận tụy, hết lòng vì học sinh của đội ngũ các thầy giáo, cô giáo, cán bộ, công chức viên chức trong ngành, sự hăng say học tập của các em học sinh sinh viên, chất lượng giáo dục ở các cấp học và trình độ đào tạo được giữ vững và nâng lên. Các đội tuyển tham gia thi Olympic khu vực và quốc tế tiếp tục đạt thành tích xuất sắc. Tôi ghi nhận, biểu dương những nỗ lực cố gắng và kết quả đạt được của ngành giáo dục trong năm học vừa qua. Năm học mới 2015-2016, ngành giáo dục cần tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua dạy tốt, học tốt và thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được đề ra trong nghị quyết 29 của Hội nghị Trung ương 8 khóa 11 về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo. Cần nghiên cứu kỹ, chuẩn bị chu đáo, chú ý lắng nghe, tiếp thu ý kiến phản ánh góp ý của nhân dân, các nhà giáo, nhà quản lý giáo dục, các bậc phụ huynh để các biện pháp đề ra thực hiện đạt kết quả cao, tạo được sự đồng thuận xã hội. Tích cực chuẩn bị để triển khai thực hiện tốt nghị quyết số 88 ngày 28 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội về đổi mới chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông. Nhân dịp này, tôi đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể, gia đình và xã hội tiếp tục quan tâm nhiều hơn nữa, phối hợp chặt chẽ với ngành giáo dục, tạo điều kiện tốt nhất cho việc học tập, rèn luyện và phấn đấu của con em chúng ta. Các thầy giáo, cô giáo thân mến, trong điều kiện còn rất nhiều khó khăn,
Các thầy giáo, cô giáo, nhất là các thầy giáo, cô giáo ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, đã vượt lên mọi khó khăn, tâm quyết với sự nghiệp giáo dục đào tạo, có những đóng góp thầm lặng nhưng hết sức to lớn cho đất nước. Tôi mong các thầy giáo, cô giáo tiếp tục cố gắng, có nhiều đóng góp hơn nữa cho sự nghiệp trồng người cao cả, hết sức dễ dàng. Các em học sinh, sinh viên yêu quý, các em là những chủ nhân tương lai của đất nước, những người kế tục sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Tôi mong các em tiếp tục phát huy truyền thống hiếu học của dân tộc ta, noi gương các thế hệ cha anh đi trước, phấn đấu học tập tốt và rèn luyện tốt, để mai này lập thân, lập nghiệp, trưởng thành, góp phần đưa đất nước ta sánh vai với bè bạn Nam Châu. Chúc các thầy giáo, cô giáo, cán bộ, công chức viên chức ngành giáo dục và toàn thể các em học sinh sinh viên đạt nhiều kết quả xuất sắc trong năm học mới 2015-2016. Thân ái, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang. Thưa quý vị và các bạn, để chuẩn bị cho năm học mới, ngành giáo dục tỉnh Hậu Giang đã tập trung xây dựng, sửa chữa 26 điểm trường bức xúc, phục vụ công tác dạy và học với tổng kinh phí 240 tỷ đồng. Sáng nay, trường tiểu học Nguyễn Giang Trỗi ở thành phố Vị Thanh đã khánh thành và đưa vào sử dụng trong sự vui mừng của thầy và trò nơi đây. Đến dự có ông Đinh Giang Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, ông Trần Công Chánh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Trường được xây dựng theo quy mô đạt chuẩn quốc gia trên diện tích hơn 10.000 m2, tổng kinh phí thực hiện gần 30 tỷ đồng. Qua gần một năm triển khai thi công, trường tiểu học Nguyễn Giang Trỗi đã hoàn thành nghiệm thu và đưa vào sử dụng, tạo điều kiện thuận lợi cho thầy và trò phục vụ hoạt động học tập. Công trình được xây dựng có quy mô 2 tầng với 19 phòng học. Trong năm học mới 2015-2016 này, trường có 24 lớp với gần 700 học sinh theo học. Thưa quý vị, để đáp ứng việc dạy và học, từ nhiều tháng nay, ngành giáo dục đào tạo Hậu Giang cũng như các địa phương đã ráo riết chuẩn bị từ công tác tuyển sinh đến cơ sở vật chất, giáo viên ở cả các cấp học. Tất cả đang được tiến hành theo đúng lộ trình, đáp ứng đủ yêu cầu của năm học mới. Sau đây là tổng hợp từ 8 huyện thị thành trên địa bàn tỉnh. Thành phố Vị Thanh hiện có 30 trường ở các cấp học. Đến thời điểm này, mọi công việc chuẩn bị khai giảng năm học mới đã hoàn thành. Công tác huy động học sinh đến lớp đạt hơn 100% chỉ tiêu kế hoạch. Xây dựng sửa chữa 7 điểm trường, cơ bản đáp ứng yêu cầu giảng dạy và học tập trong năm học mới. Năm học mới này, huyện Châu Thành đã được đầu tư, nâng cấp sửa chữa, đưa vào sử dụng 41 phòng học và phòng chức năng cho 4 trường mẫu giáo, với tổng kinh phí gần 53 tỷ đồng. Ngoài ra, đầu tư xây dựng mới 2 trường, đầu tư mua sắm trang thiết bị, đồ dùng dạy học hơn 1 tỷ đồng. Tại huyện Châu Thành A có 45 điểm trường. Năm học mới này, huyện sẽ đón khoảng 24.000 học sinh các cấp học. Để đáp ứng yêu cầu cho việc dạy và học, huyện được đầu tư xây mới 3 trường tiểu học, nâng cấp sửa chữa một số phòng học đã xuống cấp. Đến nay, toàn huyện đã có hơn 50% phòng học kiên cố. Về đội ngũ giáo viên, năm nay ngành tuyển mới 28 giáo viên, nâng tổng số giáo viên toàn ngành giáo dục là 1.550 giáo viên. Hiện trên địa bàn thị xã Long Mỹ có 32 trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, 3 trường trung học phổ thông và 1 trung tâm giáo dục thường xuyên. Trong đó có 11 trường đạt chuẩn quốc gia. Năm học 2015-2016, thị xã Long Mỹ dự kiến sẽ đón gần 12.000 học sinh các cấp vào học. Để phục vụ tốt cho việc dạy và học, năm nay thị xã cũng được đầu tư nâng cấp, sửa chữa các phòng học xuống cấp, đầu tư xây mới một số điểm trường và mua sắm trang thiết bị. Mặc dù còn nhiều khó khăn do mới chia tách, nhưng đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị năm học mới của huyện Long Mỹ đã thực hiện cơ bản hoàn tất. Huyện Long Mỹ đã sửa chữa 9 phòng học bị hư hỏng, đầu tư xây mới 2 điểm trường tiểu học Vĩnh Thuận Đông 3, tiểu học Vĩnh Viễn A1, tổng kinh phí 21 tỷ đồng. Tuy nhiên, khó khăn hiện nay là toàn ngành còn thiếu 23 giáo viên, trong đó bậc học mầm non là 20 giáo viên. Tại huyện Phụng Hiệp, bên cạnh việc mới hoàn thành và đưa vào sử dụng trường trung học cơ sở Bình Thành, thì địa phương còn đầu tư khoảng 42 tỷ đồng để nâng cấp, sửa chữa các phòng học.
trong đó nguồn vốn vận động xã hội hóa chiếm hơn 50%. Hiện nay, việc xây mới và nâng cấp ở các điểm trường đã cơ bản hoàn thành, đảm bảo cho ngày khai giảng. Tại quận Chị Thủy, ngoài việc được đầu tư cơ sở vật chất, nâng cấp sửa chữa các điểm trường xuống cấp với tổng số tiền gần 1 tỷ 700 triệu đồng, thì ngành giáo dục quyện còn vận động xã hội hóa được gần 33.000 quyển tập, 482 suất học bổng, 43 chiếc xe đạp để trao cho các em học sinh nghèo khó khăn, đảm bảo cho các em có tập vở học tập và điều kiện đến trường trong năm học mới. Thưa quý vị và các bạn, theo tinh thần chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, nên đổi cách tổ chức lễ khai giảng, vì học sinh cả nước cùng làm một buổi, cùng một giờ, cùng một thời khắc, cùng hát quốc ca, cùng chào cờ, cùng đọc thư chủ tịch nước. Hiệu trưởng phát biểu ngắn gọn, còn phần sau là để ngày hội cho thầy cô giáo và các cháu. Chúng ta làm thực sự vì học sinh. Ý kiến của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã nhận được sự đồng tình cao của dư luận. Mới đây, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có chỉ thị gửi các trường tinh gọn trong cách tổ chức lễ khai giảng. Chung quanh về công tác chuẩn bị cho năm học mới, đặc biệt là cách tổ chức khai giảng sẽ diễn ra vào ngày mai, phóng viên Đài Truyền hình Hậu Giang đã có cuộc phỏng vấn ông Lê Hoàng Tươi, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hậu Giang. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa ông, vào ngày 12 tháng 8 vừa qua thì tại hội nghị tổng kết năm học 2014-2015 thì Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam có chỉ đạo đó là trong năm học mới này thì sẽ tổ chức khai giảng đúng một ngày, đúng một nghi lễ và ngắn gọn, thực sự vì học sinh. Vì ông có thể cho biết thì đến thời điểm này Sở Giáo dục Hậu Giang đã triển khai cái chỉ đạo của Phó Thủ tướng như thế nào ạ? Vào ngày 1 tháng 9 thì chúng tôi đã nhận được đầy đủ cái thông tin từ Bộ, có cả cái thư khai giảng, những cái hướng dẫn hết sức là chi tiết của Bộ. Rồi chúng tôi đã triển khai đến các cái đơn vị trường học, ngành học, cấp học, kể cả cái bậc học ví dụ thường xuyên, các đơn vị trực thuộc sở. Rồi tính đến giờ này thì các nơi đã ở trong cái tư thế sẵn sàng chuẩn bị cho cái ngày hội của ngành khai giảng học mới. Vào ngày mai thì ngày 5 tháng 9 cùng với cả nước thì các trường trên địa bàn tỉnh Hậu Giang sẽ tổ chức đồng loạt khai giảng. Vậy thì ông có thể cho biết đến thời điểm này thì cái công tác mà chuẩn bị cho năm học mới được sở triển khai tới các trường như thế nào ạ? Ngay trong những cái tháng hè thì với sự chỉ đạo của tỉnh ủy, ủy ban thì ngành giáo dục hết sức là tập trung cho cái công việc chuẩn bị năm học mới, trong đó có khai giảng năm học. Về mặt cơ sở vật chất thì ngành đã làm tham mưu với các ngành, các cấp để tập trung để đầu tư, nâng cấp sửa chữa, trang bị thiết bị đồ dùng dạy học cho các cái trường và thực hiện cái nhiệm vụ công tác tuyển sinh, làm sao để quy động tối đa học sinh đến trường, cũng không để gì nghèo mà hoặc là các điều kiện khó khăn mà các em không đến trường được. Đồng thời thì ngành cũng đã phối hợp với hội khuyến học, với công đoàn ngành là vận động các cái nguồn tài trợ từ nhiều ngành nhiều cấp để hỗ trợ dụng cụ học tập, sách vở, quần áo cũ cũng như học bổng cho các em. Thì có thể nói đến giờ này thì ngành giáo dục cũng phấn khởi báo chung với các ngành các cấp là đã chuẩn bị đầy đủ và trong cái tư thế sẵn sàng cho cái năm học mới. Xin cảm ơn ông đã tham gia trả lời cuộc phỏng vấn hôm nay ạ. Thưa quý vị và các bạn, như vậy là theo chỉ thị hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo về công tác tổ chức lễ khai giảng thì khung chương trình năm nay hết sức ngắn gọn. Phần lễ chỉ gồm đón đại biểu, chào cờ, nghe đọc thư chủ tịch nước, hiệu trưởng phát biểu khai mạc, phát động chủ đề năm học và đánh trống khai trường. Sau đó là thời gian cho phần hội. Chính sự đơn giản này đã nhận được sự hưởng ứng tích cực từ các điểm trường. Tổ chức của buổi lễ khai giảng là ngắn gọn, ý nghĩa, tránh là dài dòng để học sinh chờ đợi lâu mỏi mệt. Chủ yếu là mình tập trung vào cái phần là cho các em nó hoạt động vui chơi. Từ cái phát biểu của hiệu trưởng cho đến phát biểu của học sinh, rồi cái thời gian tặng quà cho học sinh nghèo hiếu học rồi đó, thì chúng tôi đã cân đối thời gian và đảm bảo là chúng tôi sẽ không quá 70 phút. Sau cái buổi khai giảng thì chúng tôi sẽ tổ chức cho giáo viên cùng với lãnh đạo địa phương tọa đàm, còn các em học sinh thì vẫn tiếp tục tổ chức một số trò chơi dân gian nữa. Với tinh thần thống nhất từ các cấp quản lý giáo dục đến các trường về một lễ khai giảng vì học trò, hy vọng lễ khai giảng năm nay thể sự là ý nghĩa và là ngày hội đến trường. Thưa quý vị và các bạn,
là học sinh, ai cũng háo hức mong chờ trước năm học mới. Tuy nhiên, đối với những học sinh nghèo, mùa tựu trường là cả những nỗi lo. Bởi các em hiểu, cha mẹ sẽ cơ cực hơn, đôi vai nặng gánh hơn để các em được yên tâm cắp sách đến trường. Vẫn còn đó những nỗi niềm, những hoàn cảnh cần sự sẻ chia. Với các gia đình nghèo, khi những ngày hè kết thúc, cũng là lúc nỗi lo kiếm tiền trang trải cho năm học mới của con cái bắt đầu. Thấy con ham học, mặc dù gia cảnh túng thiếu, anh Chanh Ly vẫn cố gắng gom góp chút tiền ít ỏi của mình từ công việc làm mướn để mua bộ sách giáo khoa cho con. Chia sẻ hoàn cảnh khó khăn của gia đình, những ngày qua, chính quyền xã Lương Nghĩa đã tổ chức các đoàn đến thăm và tặng tập vở cho các em học sinh nghèo, trong đó có gia đình em Danh Sarach. Phần quà là 20 quyển tập, cũng đủ để Sarach an tâm đến trường. Gia đình rất là khó, nhưng bây giờ tới đầu hè con vô học, thì tiền bạc thì chưa có sắm cho đồ cho con á, cũng đi chạy đầu này đầu kia mà mượn tạm rồi mua sách vở quần áo cho con, rồi mua chịu ở tiệm á, rồi sau này làm được mới đem tiền trả lại. Rồi tôi cũng động viên cho con gắng học. Năm nay, để giúp đỡ những gia đình khó khăn, ngoài việc phân công 15 đồng chí trong cấp ủy đỡ đầu cho 15 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, xã Lương Nghĩa còn vận động được 8.000 quyển tập, 50 cặp da, tất cả đã được chuyển đến các điểm trường vào ngày hôm qua, 3 tháng 9. Còn đối với con em đồng bào Khmer xã Xà Phiên, huyện Long Mỹ, mặc dù tỷ lệ hộ nghèo ở đây còn trên 30%, nhưng không khí chuẩn bị cho ngày khai giảng năm học mới được chuẩn bị từ rất sớm. Trong căn nhà nhỏ này, mặc dù thiếu thốn về vật chất, không vì thế mà thiếu nhiệt huyết trên con đường học vấn. Các con của anh Dương Văn Thanh tuy còn nhỏ, nhưng sớm ý thức được cuộc sống khó khăn của gia đình và luôn ấp ủ trong mình những ước mơ, hoài bão. Thấu hiểu nỗi khát khao về sự học của các con, dù mang trong mình nhiều nỗi đau bệnh tật, anh Thanh vẫn cố gắng dành dụm mua 20 quyển tập và quần áo mới cho hai con. Mình cũng là làm ba cái lộp làm nơm, rồi dắt dèo rồi gảnh cũng là đi đặt chúm. Nhưng thời gian là coi như là con nghỉ hè đó, nhiều khi nó gảnh nó đi bắt ốc, rồi mình cũng tích lũy coi như là ra một ngày khoảng 15.000 trong cái 3 tháng hè đó, coi như là mình bỏ vô coi như là để nuôi heo, coi như là chuẩn bị cho con khoảng được 1 triệu gì đó, hơn 1 triệu để coi như là trước mắt mua sách vở cho con đầu năm học mới. Ước mơ của em sau này trở thành người thợ điện. Mặc dù cuộc sống mình rất khó khăn, mình rất náo nức được đi học với tụ trường. Thiếu may mắn hơn những đứa con của anh Thanh, cha mẹ của em Lâm Thâu đã bỏ đi biệt xứ để em sống với bà nội. Tuy đã 70 tuổi, nhưng bà vẫn chuẩn bị đầy đủ sách vở cho cháu. Quần áo tập vở thì em chuẩn bị đủ hết trơn rồi, nhưng mà trước cuộc kháng thân thì trước ngày khai giảng cũng vui, rất mừng. Để em ước mơ trở thành giáo viên để dạy cho các em nhỏ có khăn hơn mình. Ở xã Nông Thôn Mới Phương Phú, huyện Phụng Hiệp, đã vận động các mạnh thường quân trên 10.000 quyển tập, 50 bộ sách giáo khoa để hỗ trợ cho các trường, giúp các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Nhờ quan tâm sâu sắc này mà tỷ lệ học sinh bỏ học chỉ còn 1%. Đây là một nỗ lực lớn đối với một xã vùng sâu, vùng xa như Phương Phú, giúp các em cảm thấy yên tâm hơn và làm động lực để phấn đấu. Con sẽ làm gương cho các em nhỏ và cố gắng học tập để không phụ lòng các cô chú và cha mẹ đã cho con đi học. Con mình hoàn cảnh mình không có điều kiện để lo cho nó thì nhờ nhà trường hỗ trợ vậy thì cũng rất là mừng lắm. Cho nên là nó đi học thì nó cũng vui vẻ với bạn bè, rồi nó đi ra thì mình cũng thấy nó đầy đủ, mình cũng mừng. Năm học 2015-2016 sắp bắt đầu. Tuy nhiên, nỗi lo về năm học mới đối với những em học sinh nghèo vùng sâu vùng xa đã phần nào được giảm bớt. Đó là nhờ sự quan tâm, chăm lo trong công tác giáo dục ở các địa phương.
không những giúp học sinh và giáo viên yên tâm bước vào năm học mới, nâng cao chất lượng dạy và học, mà còn tạo không khí vui tươi, phấn khởi, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ trọng tâm trong năm học mới. Nhằm san sẻ bớt những khó khăn mà các em học sinh nghèo đang gặp phải, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, không để học sinh nào vì hoàn cảnh khó khăn phải nghỉ học. Trong những năm qua, các ngành các cấp cùng đồng tâm hiệp lực chung tay chăm lo cho sự học. Có thể nói, huyện Long Mỹ là địa phương có nhiều xã thuộc diện vùng sâu, vùng xa nhất. Thêm vào đó, trong điều kiện mới chia tách địa giới hành chính, thì sự khó khăn càng tăng lên gấp bội. Vì thế, các ngành các cấp đã có sự quan tâm đặc biệt đối với địa phương này. Đón năm học mới này, niềm vui như được nhân đôi đối với những học sinh có hoàn cảnh khó khăn như em Phạm Thu Quệ. Bởi chuyện sách vở không còn là gánh nặng của gia đình khi nhà trường đã trang bị trên 200 bộ sách giáo khoa cho các em mượn. Được mượn các loại như là cơ bản, nâng cao và các sách đọc thêm để phục vụ các bài đề sống của mình, ít tốn chi phí cho học tập, nâng cao cái thời gian mà học của em lên, nâng cao cái năng suất học của em lên, học tốt. Đến nay, huyện Long Mỹ đã quy động được trên 150 suất học bổng và nhiều dụng cụ học tập có tổng trị giá gần 300 triệu đồng. Nên dù trong điều kiện mới chia tách, lại là địa phương có nhiều trường nằm ở vùng sâu, nhưng đến thời điểm này, Long Mỹ đã quy động gần như đạt 100% học sinh đến trường. Trong năm học mới này, huyện Long Mỹ có gần 15.000 học sinh theo học ở các cấp. Để đảm bảo cơ sở vật chất, ngay từ cuối năm học vừa qua, ngành giáo dục huyện Long Mỹ đã lên kế hoạch sửa chữa, nâng cấp 9 phòng học và xây mới 2 ngôi trường với kinh phí trên 20 tỷ 600 triệu đồng. Hai phòng học này mặc dù được xây dựng trong khuôn viên của một trường tiểu học, nhưng nó đã đem lại niềm vui khó tả cho cả thầy và trò trường trung học cơ sở Lương Tâm. Bởi cả giáo viên và học sinh sẽ không còn phải dạy và học nhờ ở một ngôi trường khác. Đủ về đủ bàn ghế, rồi là các em cũng học được ngồi học trong chính cái phòng học của cái trường mình, không phải là mượn cái cơ sở của cái trường bạn, cho nên là các em học sinh thì về phía học sinh thì các em cũng rất là vui mừng. Thì huyện cũng xác định cái thứ nhất là tập trung cho cái công tác vận động học sinh đến trường. Cái thứ hai đó là nâng cao cái chất lượng giảng dạy. Cái thứ ba nữa đó là tập trung cái đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị để đảm bảo phục vụ tốt hơn cái yêu cầu dạy và học trong cái điều kiện mà cái đơn vị mới điều chỉnh địa giới hành chính. Năm học mới này, huyện Long Mỹ có 14 trường đạt chuẩn quốc gia. Điều đó đồng nghĩa địa phương có ngần ấy trường, có cơ sở vật chất, thiết bị mới phục vụ dạy và học. Với việc đảm bảo điều kiện dạy và học, có thể nói huyện Long Mỹ đã sẵn sàng cho năm học mới hiệu quả. Thưa quý vị và các bạn, cũng giống như huyện Long Mỹ, huyện Phụng Hiệp lúc mới chia tách đã gặp muôn bề khó khăn, nhất là hệ thống cơ sở vật chất có nhiều nơi xuống cấp trầm trọng, nhưng lại có một lượng học sinh cao nhất tỉnh. Tuy nhiên đến nay, những khó khăn đó đã dần được xua tan bởi sự đầu tư có trọng điểm chăm lo cho giáo dục. Sống và chứng kiến sự thăng trầm của vùng đất Phương Bình qua từng giai đoạn lịch sử. Không riêng gì ông Quỳnh Thiện Thâm, ấp Phương Quế, người dân nơi đây cảm thấy phấn khởi về sự đổi thay của nền giáo dục của địa phương. Nhất là khi ngôi trường mẫu giáo khu căn cứ tỉnh ủy Cần Thơ được khánh thành. Đây là một trong những ngôi trường ở Phụng Hiệp được xây dựng từ nguồn vốn xã hội hóa, với cơ sở vật chất khang trang, đáp ứng yêu cầu dạy và học cho gần 360 em. Thì sau khi xây dựng ngôi trường như vậy thì đối với cái truyền thống cách mạng rất là tốt, vì để nhằm giáo dục con em theo cái truyền thống của ông cha. Thì năm nay thì đảm bảo được về cái cơ sở vật chất, phòng lớp cũng như là trang thiết bị đáp ứng được cái nhu cầu dạy và học cho các cháu hiện nay. Là địa phương có truyền thống cách mạng, chính vì thế mà trong những năm qua, Phụng Hiệp được ủng hộ tích cực của các nguồn lực trong việc nâng cấp cơ sở vật chất trường lớp. Nếu tính trung bình 5 năm qua, mỗi năm huyện quy động trên 20 tỷ để thực hiện công tác này.
Riêng năm học 2015 này, huyện huy động hơn 42 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn vận động chiếm 55%. Song song với việc hoàn thiện cơ sở vật chất, thì công tác xã hội hóa chăm lo cho học sinh nghèo cũng được huyện quan tâm. Để chuẩn bị cho năm học mới, huyện hàng năm đã vận động trên 2 tỷ đồng để trao tặng nhiều phần quà, gồm tập sách, học bổng, xe đạp cho các em nhân dịp đầu năm học mới. Thì ngay từ khi kết thúc năm học cũ thì phòng giáo dục cũng đã thành lập đoàn để đi khảo sát cơ sở vật chất của các trường. Rồi sau đó tổng hợp về những cái bức xúc của các trường, những cái nhu cầu cần đầu tư xây dựng cũng như mua sắm trang thiết bị, làm tham mưu với ủy ban huyện với sở giáo dục để xin kinh phí đầu tư sửa chữa nâng cấp để sao cho đến ngày khai giảng là tất cả các điểm trường đều có thể vào học được, và trang thiết bị cũng phục vụ đầy đủ cho giảng dạy và học tập. Cũng chính sự quan tâm đầu tư các cấp thời gian qua đã góp phần đưa nền giáo dục của huyện có nhiều bước phát triển mới. Cơ sở vật chất khang trang hiện nay sẽ là nền tảng góp phần giáo dục thế hệ trẻ tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng. Mặc dù còn nhiều khó khăn về cơ sở vật chất và nhân lực, nhưng huyện Phụng Hiệp và Long Mỹ đã vượt qua những điều đó, chuẩn bị tươm tất cho năm học mới. Qua đó cũng cho thấy được sự quan tâm đầu tư về giáo dục của tỉnh Hậu Giang trong những năm qua, đặc biệt là ở các phong trào nông thôn mới. Nhờ xã hội hóa mà các địa phương đã có nhiều thêm những ngôi trường chất lượng, xóa bỏ sự xuống cấp về phòng học. Thị xã Ngã Bảy có thể được xem là nơi dẫn đầu trong quá trình xây dựng nông thôn mới ở tỉnh Hậu Giang, với 3 xã đạt chuẩn 19 tiêu chí nông thôn mới và đang hướng tới huyện nông thôn mới đầu tiên của tỉnh. Vậy công tác chuẩn bị năm học mới ở một huyện nông thôn mới tương lai có điều gì khác biệt? Ghi nhận của phóng viên thời sự. Hiện tại, trên địa bàn thị xã Ngã Bảy có 16 điểm trường đạt chuẩn quốc gia. Bên cạnh hoàn chỉnh về cơ sở vật chất, nhiều trường học đang nỗ lực nâng cao chất lượng đào tạo. Là trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 duy nhất của tỉnh Hậu Giang, trường tiểu học Hùng Dương là trường đi đầu về chất lượng cơ sở vật chất trong thiết chế nông thôn mới của thị xã. Để chuẩn bị lễ khai giảng, trường đang chuẩn bị các phần quà để trao cho các em học sinh nghèo hiếu học. Tôi tổ chức cái khai giảng trên cái tinh thần là ngắn gọn và nhưng mà đảm bảo được cái ý nghĩa nội dung, đồng thời là tạo cho các em học sinh cái lớp 1 cái dấu ấn cái ngày đầu tiên cái đi học. Cái thứ nhất là trường vận động các mạnh thường quân, phụ huynh, các tổ chức xã hội hỗ trợ cái vấn đề quà tập, rồi hỗ trợ cho học sinh nghèo. Và trường là đang chuẩn bị cho cái khai giảng này thì tặng cho các em khoảng độ trên 100 em các cái phần quà hỗ trợ cho các em trong cái đầu năm học. Ngoài ra thì vận động các mạnh thường quân, các tổ chức xã hội là hỗ trợ về xe đạp, hỗ trợ các cái phần học bổng. Càng tiến gần hơn với mục tiêu xây dựng thị xã nông thôn mới đầu tiên của tỉnh, ngành giáo dục của thị xã đặc biệt quan tâm đến trang thiết bị, đồ dùng để phục vụ cho các em mầm non theo yêu cầu chuyên môn, phục vụ quá trình phát triển trí tuệ. Thì những cái đồ dùng này thì nó phải đẹp, màu sắc, hài hòa với chất liệu của nó là những cái chất liệu đảm bảo an toàn cho trẻ. Thì và thêm nữa nó là cái nó phải có cái tác dụng giáo dục. Thì ngành giáo dục cũng đã tập trung xây dựng các cái cơ sở vật chất trường học đáp ứng cái việc mà huy động học sinh ra lớp để mà phục vụ cho cái năm học mới. Thì đến giờ này về cơ sở vật chất trường học, trang thiết bị đồ dùng để dạy học cho thầy cô giáo cũng như là học tập của học sinh, thì ngành giáo dục đã tham mưu với ủy ban thì cũng đã cơ bản đầu tư hoàn thành. Với số tiền 2 tỷ 300 triệu đồng nhằm xây dựng mới, sửa chữa phòng học xuống cấp và trang bị các đồ dùng cần thiết cho công tác giảng dạy, có thể khẳng định đến thời điểm này, tất cả các điểm trường trên địa bàn thị xã đều đã sẵn sàng cho năm học mới. Thưa quý vị và các bạn, trong năm học mới này, ngoài quan tâm hỗ trợ về mặt vật chất, thì việc tạo dựng một môi trường học khang trang và phương pháp truyền tải kiến thức có hiệu quả cho các em cũng được ngành giáo dục chuẩn bị chu đáo, nhằm giữ vững danh hiệu đứng đầu về phong trào thi đua dạy tốt học tốt khu vực đồng bằng sông Cửu Long.
Đây là trường trung học cơ sở Bình Thành vừa mới khánh thành và đưa vào sử dụng trong năm học mới 2015-2016. Niềm vui không tả xiết hiện rõ trên từng gương mặt của cả thầy và trò nơi đây. Nhằm đáp ứng đủ điều kiện dạy và học, ngay từ đầu năm, ngành giáo dục đã khảo sát thực tế và lên kế hoạch nâng cấp xây mới ở 26 điểm trường để chuẩn bị cho năm học 2015-2016 với tổng kinh phí hơn 240 tỷ đồng. Bên cạnh đó, ngành còn dành hơn 8 tỷ đồng để chuẩn bị chỉnh trang khuôn viên một số trường. Bên cạnh sự quan tâm hỗ trợ của các cấp, các ngành, đầu tư cơ sở vật chất, thì công tác tuyển sinh các cấp học trên địa bàn tỉnh đến thời điểm hiện tại đã hoàn tất và theo đúng kế hoạch đề ra. Ngoài ra, ngành cũng đang kiện toàn đội ngũ cán bộ giáo viên của các trường. Hiện toàn ngành có gần 11.000 cán bộ giáo viên, nhân viên, trong đó có trên 99% đạt chuẩn và trên chuẩn. Trước thêm năm học mới 2015-2016, Sở Giáo dục và Đào tạo cũng đã vận động nhiều tổ chức cá nhân, các ban ngành, đoàn thể quan tâm hỗ trợ, giúp cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục được cấp sách đến trường với khoảng 124.000 quyển tập, gần 1.000 cặp da, 250 xe đạp và một số học bổng từ các mạnh thường quân chuẩn bị trao tặng trong ngày khai giảng. Với sự chuẩn bị chu đáo về mọi mặt nhằm đảm bảo sẵn sàng phục vụ tốt nhất cho năm học mới đạt hiệu quả cao, nền giáo dục Hậu Giang sẽ ngày càng gặt hái nhiều thành tích, đưa sự nghiệp trồng người ngày càng phát triển. Chương trình thời sự tối của truyền hình Hậu Giang đến đây kết thúc. Quý vị có thể xem lại chương trình tại website hậugiangtv.vn qua kênh YouTube của đài với tên miền Hậu Giang TV.